Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện audio ngôn tình Totoro Chan được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng hàng ngày. Các bạn đang nghe tập 14 bộ truyện Nhóc con đừng làm anh động tâm của tác giả Táo Bạo Đích bằng giải qua sự diễn đọc của Chan. Chuyện được phát vào lúc 9 giờ sáng hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Audio Totoro Chan. Các bạn hãy bấm like video để giúp Chan tăng thêm lượt đề xuất kênh nhé. Chân xin cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 47 Tôi quan tâm cô ấy Tiếng mở cửa vang lên, ngoài cửa bảy trợ lý cùng nhìn về phía cửa. Khi Lông Minh mở cửa, đập vào mắt anh là bảy đôi mắt đang tỏa sáng lập lòe. Tam thiếu! Bảy người đàn ông cao to vạm vỡ, hai mắt đỏ hồng kích động nhìn về phía Lông Minh, làm anh bị hù, lùi về sau một bước. Sau một giây hoảng hốt, Lông Minh quay về phía sau nhìn, Thấy Trần Ngư vẫn còn ngủ say không bị đánh thức Lúc này mới thở dài một hơi Sau đó anh bước nhanh ra khỏi phòng Thuận tay đóng kín cửa lại Nhỏ giọng một chút Lâu Minh cau mày nói Bảy người trợ lý lập tức im lặng Lâu Minh nhìn cả đám mới sáng sớm mà tụ tập đông đủ ở đây Trần nghĩ đến một chuyện Anh híp mắt nhìn bảy người trợ lý hỏi Các cậu từ tối hôm qua đến giờ vẫn ở đây Nhóm trợ lý gật đầu Sắc mặt Lâu Minh chợt trở nên khó coi Mấy cậu có vào phòng hay không? bằng bản năng chiến đấu trải qua nhiều lần sống chết ý thức được nguy cơ nhóm trợ lý cùng nhau lắc đầu lúc này long minh mới thả lỏng ừ một tiếng rồi xoay người xuống lầu phía sau là nhóm trợ lý chột dạ đưa mắt nhìn nhau nhóm trợ lý thấy long minh đã tỉnh trạng thái tinh thần cũng khá tốt biên tam thiếu không có việc gì nên đều rời khỏi biệt thự nhỏ về ký túc xá chỉ để lại hà thất hôm nay có ca trực long minh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ngẩng đầu hỏi chuyện tối qua các cậu đã báo cho những ai chúng tôi đã báo cho mao đại sư nhưng đại sư đang đi ra ngoài nên phải đến hôm nay mới về tới đây ạ hà thất nhìn đồng hồ chắc là ông ấy cũng sắp đến nơi rồi chỉ báo cho mao đại sư vì tiểu thư trần ngư nói có biện pháp chữa khỏi cho anh cho nên chúng tôi vẫn chưa thông báo cho ngài bộ trưởng trên mặt long minh lộ vẻ kinh ngạc hiển nhiên là việc sau khi anh hôn mê hà thất không thông báo ngay cho cha anh vẫn làm anh cảm thấy rất khó hiểu tại sao tôi làm trợ lý cho anh nhiều năm như vậy anh chưa bao giờ có yêu cầu gì đặc biệt đối với chúng tôi thậm chí chưa một lần ra mệnh lệnh bảo chúng tôi phải làm cái này hay cái kia hà thất cười khổ chỉ có tiểu thư trần ngư là yêu cầu duy nhất mà anh đã đưa cho chúng tôi thôi tam thiếu cho dù chúng tôi có mặt ở đây là do nhiệm vụ do người ta cử tới nhưng chúng tôi ở đây chính là trợ lý của anh trong tình huống không uy hiếp đến tính mạng của anh chúng tôi sẽ đặt mệnh lệnh của anh ở vị trí đầu tiên hà thất trịnh trọng nói hiển nhiên là lông minh không nghĩ mình sẽ nghe được những câu nói như vậy anh im lặng một lát rồi lên tiếng cảm ơn các cậu đây là chức sách của chúng tôi hà thất nói xong đứng dập chân chào lông minh theo nghi thức quân đội lúc này ngoài cổng vang lên tiếng động hai người quay đầu nhìn lại thì thấy mao đại sư đang vô cùng lo lắng chạy vào phòng khách vừa chạy vừa kêu lên lông minh đâu lông minh thế nào rồi mao đại sư lông minh thấy mao đại sư đến thì đứng lên đón lông minh Mao đại sư khiếp sợ đôi mắt trợn lên Cậu... không phải là cậu đang ngủ đông sao? Tôi tỉnh rồi Lâm Minh hơi buồn cười Nóng lòng như lửa đốt suốt đêm đuổi về đến biệt thự Sau một hồi sợ bóng sợ gió Mao Đại Sư ngồi với Lâm Minh trong phòng khách Trò chuyện về việc đã xảy ra tối qua Tối qua đã xảy ra chuyện gì thế? Trước giờ trong thời gian đông chí cậu có bao giờ đi ra ngoài đâu? Tối hôm qua Gần đây có một con ác ma vô cùng hung mãnh Lâm Minh nói Trần Tiểu Hữu cũng không thu phục được. Mao đại sư nhíu mày hỏi, nhớ tới tình hình tối hôm qua, lông mày lông Minh vặn lại nhẹ nhàng lắc đầu, nên cậu vì cứu Trần Tiểu Hữu cho nên mới ra khỏi biệt thự. Mao đại sư hỏi, không riêng gì Thi Thi, trong khu tập thể này có rất nhiều người, một con ác ma vô cùng hung dữ lẩn quẩn xung quanh đây sẽ không an toàn cho mọi người. Lâu Minh nói, dù sao thì sát khí của tôi cũng sẽ ngủ đông khi gặp nhiệt độ thấp, nên dù tôi có ra ngoài chắc cũng không gây ảnh hưởng gì lớn cho mọi người cậu cân nhắc rất chu toàn nhưng mà chỉ có cậu còn quên chính bản thân cậu mao đại sư nhắc nhở lâu minh trầm mặc không nói lâu minh cậu còn quan tâm đến trần tiểu hữu nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi mao đại sư bỗng nhiên nói tôi không chỉ vì thi thi tôi cậu đừng vội giải thích mao đại sư ngắt lời lâu minh trước khi trần tiểu hữu ở khu tập thể này biệt tự này và xung quanh đây vô cùng sạch sẽ thậm chí ngay cả một hồn ma lang thang cũng không thấy. Nếu cậu thực sự muốn tốt cho dân cư nơi này, cậu nên nói chuyện này cho ba cậu, sau đó để cả gia đình thị trường Trần dọn ra khỏi khu tập thể. Lâm Minh biến sắc, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cậu vẫn luôn biết rằng sát khí trên người cậu rất nguy hiểm. Lúc trước khi tôi nói ngôi biệt thự này có linh khí rất dồi dào, có thể để cậu vào ở, cậu còn vì lo lắng ở đây là trung tâm thành phố, lo lắng cho người trong khu tập thể mà nhất quyết không đồng ý vào ở. Cậu sợ một ngày nào đó sát khí trên người cậu bỗng nhiên mất khống chế mà gây tổn thương cho những người xung quanh. Sau đó tôi phải cam đoan với cậu rất nhiều lần. Trong sân tôi đã bố trí trận pháp. Cam đoan chỉ cần cậu không đi ra khỏi biệt thự thì dù sát khí của cậu có phát ra ngoài cũng sẽ không gây thương tổn cho mọi người. Thì cậu mới miễn cưỡng vào ở. Vậy mà bây giờ cậu chỉ vì một mình Trần Tiểu Hữu lại chủ động đi ra ngoài biệt thự cởi nút ngọc ra. Lầu mình bỗng nhiên ngẩng đầu sắc mặt anh tái nhợt trong ánh mắt lộ ra tia hoảng sợ. Lô Minh hoảng sợ không phải bởi vì những điều Mao Đại Sư đã nói, mà bỗng nhiên anh chợt nhận ra tất cả những điều Mao Đại Sư nói đều đúng. Anh rất quan tâm đến Trần Ngư. Cậu có quan tâm quá mức bình thường với Trần Tiểu Hữu Cậu... Xong rồi, xong rồi, xong rồi! Trên lầu hai bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết cắt ngang lời Mao Đại Sư chưa nói. Hai người quay đầu nhìn Trần Ngư đang hốt hoảng chạy xuống lầu. Anh ba, bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Trần Ngư chạy tới phòng khách hỏi Lâu Minh. Thực ra tối hôm qua, sau khi độ khí xong, Trần Ngư đã kiểm tra thân thể của Lâu Minh. Sinh khí và sát khí đều khôi phục lại. Chỉ là do không tận mắt nhìn thấy Lâu Minh tỉnh lại nên cô vẫn có chút không yên lòng. Anh không sao, em làm sao thế? Lâu Minh hỏi ngược lại. Tối hôm qua em ra ngoài quá gấp, còn đi cả đêm không về, cha mẹ em chắc là rất lo lắng. Trần Ngư vẫn còn đang suy nghĩ xem chút nữa cô phải giải thích như thế nào chỉ là suy nghĩ cả buổi vẫn chưa tìm được lý do nào hợp lý. Lúc này Hà Thất đi vào, cầm áo khoác màu vàng nhạt đưa cho Trần Ngư nói. Tiểu thư Trần Ngư, cô đừng quá lo lắng. Tối hôm qua Trần Thiếu đã tới, nói cậu ấy sẽ nói dùng với thị trưởng Trần và Trần Phu Nhân. Nói tối hôm qua cô có việc gấp phải về trường học. Anh tôi á? Trần Ngư nhớ lại, hình như tối qua cô có thấy anh trai lúc đánh nhau với Ma Vương. Anh tôi còn nói gì nữa không? Không. Hà Thất lắc đầu, Lâm Minh thấy Trần Ngư ôm áo đứng ngơ ngác, đi qua nói: Trần Dương đã nói giúp em rồi thì đừng về vội, ăn sáng trước đã. Vâng, anh nói chí lý. Trần Ngư nghĩ nghĩ cảm thấy anh ba nói rất có lý, cất tiếng chào mau đại sư, ngồi xuống ghế sofa. Cậu đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi, rồi đem hộp y tế tới đây cho tôi. Lâm Minh nói với Hà Thất. Vâng. Lát sau Hà Thất đem hộp thuốc y tế đến, Lâm Minh cầm hộp thuốc y tế đến bên cạnh Trần Ngư. Trần Ngư nghi ngờ ngẩng đầu vết thương trên chán cần băng lại một chút trần ngư đưa tay lên đụng vào chắn cơn đau truyền đến làm cô hít vào một hơi thấy vậy Lông minh nhíu mày đừng có đụng lung tung vâng trần ngư ngoan ngoãn ngồi xuống long minh cầm cồn iốt cẩn thận giúp trần ngư khử trùng sau đó dán băng ơ gò lên ngồi một bên uống trà ma đại sư yên lặng quan sát tất cả càng xem sắc mặt của ông càng nghiêm túc hơn một lát sau vết thương đã được băng xong trần ngư nhìn Lông minh cười ngọt ngào cảm ơn anh ba sau này phải cẩn thận một chút lông minh nhịn không được dặn dò dạ trần ngư ngoan ngoãn gật đầu cầm quả táo trên bàn rôm rốp gặm vừa gặm vừa hỏi ma đại sư ma đại sư tại sao sát khí của anh ba lại ngủ đông khi đông chí ma đại sư lắc đầu tôi cũng không biết nguyên nhân cụ thể chỉ qua quan sát mà rõ được quy luật này đồng chí đồng chí là biểu hiện mùa đông tới thời tiết sẽ trở lạnh động vật muốn ngủ đông nhưng những điều này đâu có quan hệ gì với sát khí trong người anh ba đâu Trần Ngư nhíu mày Việc này tôi cũng nghiên cứu rất lâu rồi Nhưng không tìm ra được đáp án Ngược lại Một khi lâu minh ngủ đông Sẽ ngủ say hoàn toàn Cho đến khi lập xuân sang năm Tôi rất tò mò tối qua Trần Tiểu Hữu đã dùng phương pháp gì Để làm lâu minh tỉnh lại vậy mao đại sư nhìn về phía Trần Ngư hỏi Ờ tôi <laughs> Lúc đầu yên tĩnh Ngồi bên hai người nghe nói chuyện Lầu Minh nhịn không được ho khan một trận Đến khi hai người kinh ngạc nhìn sang Lầu mình mới vô cùng bình tĩnh nói Bữa sáng đã xong Ăn sáng trước rồi lại nói Dạ, vâng Trần Ngư nghe nói có ăn Thì vô cùng vui vẻ chân sáo nhảy đi Mau đại sư nhìn thoáng qua lâu minh nhếch miệng lộ ra ý cười Cũng xoay người đi vào trong phòng ăn Lầu mình lúng túng sờ sờ mũi Chậm rãi đi phía sau Ăn sáng xong Mau đại sư lại hỏi Tôi nghe lầu mình nói tối hôm qua trần tiểu hữu gặp một con ác ma rất khó chị ờ không phải là ác ma mà là ma vương ạ à? trần ngư lắc đầu ma vương sao có người lại mời ma vương dưới âm phủ sắc mặt mao đại sư biến đổi không phải là ma vương dưới âm phủ con ma vương tối qua là có người luyện thành trần ngư giải thích có thiền sư luyện ma vương sao Ma đại sư không thể tin nói ma vương hình thành chỉ có thể dựa trên việc cắn nuốt linh hồn nên muốn tạo thành một con ma vương Nghĩa là có vô số linh hồn đã biến mất Cho dù là dưới âm phủ có vô số Kể các linh hồn Trăm vạn âm minh Nhưng cũng chỉ có một ma vương Huống chi là trên trần thế đông đúc Người sống như thế này Hắn ta tên là Kỳ Trường Minh Ma đại sư có nghe thấy tên người này bao giờ chưa Trần Ngư hỏi Còn ma vương tối hôm qua là do thiên sư tên Kỳ Trường Minh phái tới sao Lầu Minh hỏi Dạ trước đó em đã cùng hắn ta va chạm với nhau em cũng gặp qua con ma vương này rồi. Trần Ngư gật đầu nói. Lúc trước cô đã đấu với hắn ta rồi sao? Mao đại sư kinh ngạc nói. Lần đó em không bị làm sao chứ? Long Minh nghĩ đến sự hung tàn của ma vương tối qua thì lo lắng. Em không sao. Lúc đó hắn ta gọi ma vương đến thông qua một bài vị bằng gỗ. Em đạp một cú làm vỡ nát bài vị. Vì thế ma vương cũng biến mất theo. nên lúc đó em chưa đánh nhau với nó. Trần Ngư thở phì phì. Không ngờ tên kỳ trường minh này lại nhỏ nhen hiểm độc như vậy không đánh lại em mà lại cử ma vương đến ám sát em mao đại sư ông đã nghe đến tiếng của người này bao giờ chưa lòng mình đối với người tên kỳ trường minh này đã cảm thấy vô cùng chán ghét tôi chưa nghe qua bao giờ nhưng bây giờ môn phái dùng trận luyện hồn để luyện hóa ác ma cũng không còn nhiều lắm huống hồ là còn luyện ra ma vương tôi sẽ cho người điều tra chắc là sẽ có kết quả nhanh thôi mao đại sư tôi có thể nhờ ngài một chuyện không trần ngư nhìn về phía mao đại sư Trần Tiểu Hữu cứ nói đi Mao Đại Sư hơi tò mò không biết Trần Ngư hỏi điều gì Là vậy Tôi không sợ cái tên Kỳ Trường Minh xấu xa đó Nhưng lại sợ hắn đụng đến người nhà tôi Cho nên Trần Ngư nói Mao Đại Sư Mấy món đồ ngọc kia tôi đều đưa cho ngài Không cần lấy tiền Nhưng ngài có thể cho tôi ba tấm bùa hộ mạng hay không Ngọc gì, tiền gì Mao Đại Sư nghe mà như đi trong đêm tối À Chính là ngọc mà Điền Phi đã đem về đấy ông nói là rất hợp để làm bùa hộ mạng mà Lâm minh vội vàng nói tiếp dạ chính là ngọc đó đó ạ à? trần ngư ở một bên gật đầu phụ họa mao đại sư chấp chấp mắt đem ý trong câu nói của hai người thương cảm một chút cuối cùng cũng hiểu ra mọi người muốn tôi dùng mấy món ngọc chết đó làm giúp mọi người mấy lá bùa hộ mạng phải không đúng rồi ạ à. trần ngư vui vẻ gật đầu còn lông minh ở một bên thở phào nhẹ nhõm mao đại sư vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng cũng không từ chối khi Trần Ngư đi ra khỏi nhà Điện thoại vẫn để quên trong phòng Không có điện thoại di động bên người Cô luôn cảm thấy có gì đó không yên tâm Thế là cô ngây người một lúc Rồi đứng dậy đi về Cô định lén về nhà lấy điện thoại Rồi quay trở lại trường học Lầu mình đưa mắt nhìn Trần Ngư rời đi Quay đầu lại đối diện với ánh mắt dò hỏi của Mao Đại Sư Lầu mình chậm ngâm một lát Đặc biệt thẳng thắn thừa nhận Đúng là tôi rất quan tâm cô ấy Cậu không chối nữa sao Mao Đại Sư hơi ngạc nhiên rồi sao tôi cũng đâu gạt được ông lô minh cười khổ mặc dù trần tiểu hữu không sợ sát khí trên người cậu nhưng giữa hai người có nhiều thứ hơn kém quá nhiều ví dụ như là về tuổi Màu đại sư ông suy nghĩ quá nhiều rồi tôi cũng không định làm bất cứ điều gì đâu tôi chỉ quan tâm đến một người sau đó muốn làm mọi việc để bảo vệ cô ấy mà thôi lô minh vừa cười vừa nói tác giả có lời muốn nói group chat của trợ lý Lúc nãy khi Tam Thiếu hỏi chúng ta có vào phòng ngủ hay không Tại sao chúng ta đều phủ nhận Bởi vì chúng ta cảm thấy sát khí à Đúng thế Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đã nhìn thấy mà Nhìn thấy cái gì Ây à, yà, hình như tôi lại cảm thấy sát khí rồi